Chào các bạn. Bây giờ hôm nay mình sẽ update BIOS của dòng HP Workstation, dòng HP Z420, dòng Workstation ha. Thì đầu tiên chúng ta lên Google. Đây, chúng ta lên Google. Chúng ta gõ vô là driver HP Z420. Driver HP Z420 ha. Chúng ta gõ vô. Chúng ta enter. Thì sau khi enter ra thì nó sẽ hiện ra dòng là HP Z4 Workstation driver lock. Chúng ta mở lên. Thì đây là mình sẽ mở ra. Đó. Thì hiện tại chúng ta vô đây, chúng ta mở ra rồi thì chúng ta chọn vô phần BIOS. BIOS chúng ta vô phần download. Chúng ta chọn vô download. Rồi, bây giờ download nó sẽ có tải được về nè. Đây là mình đang tải được khoảng 2 phút nữa là sẽ xong. Cái file này hiện tại là đang là 19.3 MB. Chúng ta đang tải được khoảng 4 MB rồi. Đó, thời gian nó còn lại là 1 phút mấy nữa, hơn 1 phút. Thì trong lúc chờ đợi thì chúng ta nhìn thấy là cái dòng HP Workstation Z420 này, chúng ta nhìn thấy cái cấu hình hiện tại đây nè. Chúng ta vô phần DX, TIAG. Đây, dòng HP Z420 Workstation. Thì BIOS hiện tại chúng ta đang nhìn thấy là rồi em. Nếu như bình thường, nếu như phiên bản BIOS này chúng ta bị cũ á, chúng ta có thể là up lên. Đây là hiện tại là V3 2018. Đó. Thì đối với dòng này ấy, thì khi chúng ta update lên, nếu như các bạn phiên bản chúng ta là phiên bản cũ rồi thì các bạn sẽ update lên. Thì lúc update lên nó sẽ có được hiện lên là trên đây. Thì đây mình lướt vô mình cài. Tắt đi. Rồi bây giờ cài ảnh giải nén ra, giải nén vào trong ổ C. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta chọn vô phần là thư mục là HP Flash để cho nó chạy. Rồi bây giờ chúng ta chọn HP Flash ha. Rồi tiếp theo chúng ta nhớ chọn là Run Admin. Run Admin ha, là nó để nó chiếm quyền tài khoản admin cho chạy được. Đó. Rồi bây giờ đến đây là nó có một cái trang là biểu tượng là chào hỏi, chúng ta chọn nét luôn. Nét. Đây là phiên bản của mình là phiên bản cũ 3.18 ngày 7/1/2013 và phiên bản mới là 3.94 ngày 7/10/2018. Đó, chúng ta chọn nét. Nét thì nó sẽ chạy. Thì sau khi chạy xong á thì tất cả chương trình, tất cả ứng dụng chúng ta nhớ chúng ta phải tắt hết. Chúng ta không được mở. Tắt hết nha. Và nó sẽ restart lại máy. Thì khi restart lại máy thì chúng ta nhớ là tuyệt đối là trong quá trình update BIOS đó thì một số cái nó sẽ được lại là sao. Lại là khi chúng ta ví dụ như giờ chúng ta cài Win đi, Win 7 nó bị cài được, nhưng sang Win 10 nhiều khi là hỗ trợ nó lỗi, thì buộc chúng ta phải lên hỗ trợ, lên update BIOS lên để cho nó hỗ trợ được Win 10 thông tin phần cứng hỗ trợ, hoặc là một số cái phần mềm nó không tương thích, nó không hỗ trợ được, thì buộc chúng ta phải update về BIOS lên. Thì khi trong quá trình update BIOS lên chúng ta cần lưu ý như sau: tuyệt đối không mở những ứng dụng và nhớ luôn luôn là phải nguồn, chúng ta không để cho nó tắt. Nếu như mà đang trong quá trình update BIOS mà bị tắt đột ngột thì đồng nghĩa là cái main của chúng ta được xem như là dân gian gọi là chết, thì lúc đó chúng ta sẽ đi nạp lại ROM BIOS. Nếu như anh em kỹ thuật thì gọi là nạp ROM BIOS này thôi, còn ngoài thì nó gọi là hư main rồi.
Ok, bây giờ mình sẽ cho nó chạy. Nó chạy đây. Rồi, bây giờ là đang block rồi, nó lưu lại sale lại kìa. Đó, thì bây giờ chúng ta nhìn thấy đang sale lại béo nè. Ở đây. Đang sale lại béo ha. Thì trong quá trình update BIOS chúng ta lưu ý cẩn thận về nguồn, tuyệt đối không được rớt nguồn, mất nguồn. Mất nguồn đồng nghĩa là máy của chúng ta sẽ bị lỗi. Đang flash. Đó, chúng ta nhìn thấy đang flash rồi. Đối dòng về HP ZBook HP Competition 420, HP 420 Competition á, thì đối dòng này là đang rất là cứng cáp, từ thùng nhôm, thùng ở ngoài, thùng sắt. Thì đang trong quá trình update, đang cập nhật, chúng ta view thử cái dòng cái máy của chúng ta. Đây. Máy là HP đây, ZBook 4000, HP 420 ZBook. Đây là HP 420 Competition. Thì đây chúng ta nhìn thấy là sẽ có một cái quang nè. Đời này thì quang còn lớn. Và chúng ta sẽ có những cổng CD ở đây. Thấy cổng USB thì một cổng là 2.0 và hai cổng là 3.0. Này cổng audio. Và đây là chúng ta đang chạy về Xeon. Xeon nè. Trên đây là về cái CD. CD theo máy. Rồi, trong máy thì hiện tại thì chúng ta nhìn thấy đằng sau, view đằng sau. Nó có hai cổng chuột và phím. Biết hay ha. Rồi bốn cổng USB. Một cổng bốn cổng USB 2.0 và hai cổng USB là 3.0. LAN đây là LAN Gigabit. Lên gigabit, ba cổng audio, cặp hình thì chúng ta gắn rời, tùy theo máy. Đó. Thì nguồn, view bên trong, dòng trong thì nó cũng thiết kế cũng đơn giản thôi, cũng thoải mái. Rồi bây giờ đang chạy trong BIOS, chúng ta quay trở về BIOS ha, đang được update, đang được cập nhật. Thì đối với trong BIOS này thì hiện tại là chúng ta đang cập nhật gần xong rồi. Đó, CPU hiện tại đang là E5-2680, con này con 2GB. Và RAM hiện tại mình đang lưu là RAM 48GB. RAM 48GB. Và đây chúng ta nhìn thấy là HP ZBook 420 Competition, HP 420 Z420 Competition E5-2680 2GB. Này là 16 con CPU, RAM là 42GB. Và cả mình hiện tại mình đang gắn là con Radeon RX470 Graphics. Radeon RX470 Graphics. Rồi bây giờ là thì cái này là nó đang hỗ trợ về trong RAM, nó là lên tới 8GB ha. Rồi, quá trình update BIOS gần xong rồi. Mời các bạn xem. Thì đang chạy mình, trong quá trình mình chờ đợi thì thôi giờ mình giải thích thêm một số cái tính năng của nó thôi. Đó. Đang sale lại. Rồi bây giờ nó đang đọc dữ liệu, đang lát, đang cập nhật về
plug in nè, new BIOS. Chúng ta lưu ý, nếu như chúng ta update BIOS, chúng ta có được cái nguồn OBS thì nó sẽ cẩn thận hơn rất là nhiều. Chứ không, nếu mà điện ở nhà các bạn mà không ổn định đó, thì tốt nhất nên phải có nguồn dự phòng thay thế, đó chính là cục OBS. Trong cập nhật về BIOS chúng ta nhớ nè, nếu như mà chúng ta muốn lấy bản nào mới nhất thì chúng ta cứ đánh vô chúng ta lên Google đó, chúng ta gõ ra HP Z420 Workstation Driver, thì vô phần driver, nếu như chúng ta cài Win gì, Win 7, Win 10, Win 7 thì 32 bit hay 64 bit, Win 10 32, 64. Ví dụ ở đây tôi đang mình đang xài là Win 10 64 bit thì mình sẽ chọn vô phần BIOS mà mình chạy lên file. Thông thường update một BIOS thì nó mất khoảng 15 phút trên một máy. Tùy theo máy đời mới đời cũ nữa. Máy càng đời mới thì dung lượng BIOS nó càng cao. Đào về và chép vô nó sẽ lâu hơn so với những máy đời cũ. Rồi bây giờ trên hệ thống chúng ta sẽ nhìn thấy nè, nó kêu là hệ thống là sẽ là tự động sẽ khởi động là máy trong vòng 50 giây nữa. Bây giờ chúng ta cánh tình trên new để nó thì ta lại máy. Rồi bây giờ máy chúng ta đang được mở lên. HP Z420. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong BIOS cho các xem. Đây. Đây chúng ta nhìn thấy là trong BIOS chúng ta đây đó, phiên bản là G61V03.09 là phiên bản mới nhất hiện nay là chúng ta mới đào về. Rồi quá trình bước update BIOS đã thành công. Rồi thân ái chào tạm biệt các bạn nhớ like, subscribe, xe giúp mình nha, cảm thấy hay. Hẹn gặp các bạn ở những cái video clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều để cho mình có động lực mình làm thêm những video clip tiếp theo nữa. Rồi chào tạm biệt các bạn.